Hello tất cả mọi người. Hôm nay anh em làm con lợn mán nướng cả con nha. Lợn đã mổ xong cả nhà. Và chúng ta sẽ chuẩn bị các gia vị để tẩm ướp. Đang giã hạt móc mật, hành, tỏi, phi thơm và rất nhiều các gia vị khác nha. Sau khi đã pha được một chảo gia vị hỗn hợp đầy đủ các gia vị thì chúng ta cho vào bụng và tẩm ướp xoa đều nhé. Cho lửa vào đi Tuấn. Bớt một ít để chốc quét ngoài. Gạt những cái chủ yếu ở bên trong. Xong rồi mang ra kia để vào lửa thui làm sạch lốt. Đâu nhiều chỗ này, nó phải thui nó mới cháy được. Thui cậu, nào chỗ cả thui nhưng mà chỗ cho tem. Cứ chỗ cho tem. Đầy đâu chứ. Cảo hết đây đi này. Đâu củi này cũng ác. Bắt đầu vàng ngon rồi đấy. Lợn mán phải có tí canh. Cảm ơn.
À, một xoong lòng nữa. Sắp được ăn rồi. Vàng đẹp thế. Người chế thôi. Cháu mua mấy cái keo gì rồi đấy. Bây giờ phải mang đi nha chặt. Đấy, chín rồi. Đúng bản rồi. Đúng bản đấy. Đây là ngồi nó không đúng không? Đây là ngồi thiếu cho nhiều cái bản ngồi được bao nhiêu mà. Anh đang lấy cái mông. Ngồi bàn bên liền rồi chẳng cần leo ạ. Ngồi bàn quay vào nó có. Lau lại. Đấy. Đấy, ngon không? Chén để uống chưa? À, cả kia đã. Đứng đây. Quý rồi. Than mâm đi. Than mâm nào đi. Kỹ ra đúng không? Than mâm kìa. Than mâm, lấy cái mâm bát là kìa. Chín. Ui ủa, mất cái mâm rồi. Mất mâm rồi. Thế đảo rồi. Chết rồi. Thôi đâu rồi, đâu rồi. Ôi mâm. Không ta đấy. Thôi làm gì cái mâm. Làm gì cái mâm. Con thủng. Thủng. Bây giờ xin đặt cho tụi cái thớt rồi. Thôi chắc. Cho cái ba chỉ trước nhá. Sống nào bao tiếng đồng hồ sống cái đầu thì cũng hơi đỏ kệ nó tái tái ngồi đây lắng quá. Này vẫn là chặt đùi nữa hàng. Đây chút chấm cái này. Đẹp thì đấy. Chấm nước lúa. Thì quay nhặt sơn mọi người nó chặt trong nhà luôn phải chắp ra. Tránh làm sao được. Ông gõ cho phát ra thẳng. Đố nào ông. Quay là mình nướng. Mình nướng. Kỹ về. Gia vị có được. Được. Mày vào quán thì mày nước chấm lên, xa nước chấm ra xong rồi bỏ vô đây. Cho thịt mỗi bên mình thịt lên. Đây giờ múc thịt ra đây gì? Ông múc thịt bốn bông hồ tố, 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 h
chừng núi đen đen đi đấy. Quá ngon. Lâu lắm rồi anh nhỉ? Anh em mình chưa ra sống với nhau nào. Quan trọng là những gì nữa đặc cười anh nhỉ? Đấy. Cái tình cảm thôi. Tình cảm. Đó, quan trọng thì anh là. Hôm nay mới mời được idol đến. Idol về xuân thôi. Ông phải chết thôi rồi thì tôi không ai có thoát được. Đúng bác vẫn còn ngồi quá. Chiều quá. Mình không phải là quá tuyệt nhỉ, quá ngon anh ạ, được quay Lạng Sơn đấy, đấy cứ ăn đi, quay còn hơn ngon cả hơn Lạng Sơn, rồi mời anh em nhá, đấy, quay Lạng Sơn rồi, nhưng mà muốn tôi là thiếu giác, làm kệ mẹ tôi là không ai, không thiếu giác mà ăn được giòn đấy, ngồi ăn cả muốn cái tấm này luôn, thoải mái. Nào rồi các bạn ơi. Nào. 2 3 rồi. Đây đúng là bản này, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi nhá. Bản Lạng Sơn, bản Lạng Sơn. Bản Lạng Sơn. Quay quay bày lá chuối, đúng bản Lạng Sơn. Lá sen mới là chuẩn đấy. Nhưng mà lá chuối cũng được. Thôi lá chuối được rồi anh ơi. Chuối được rồi. Chuối được rồi. Lá sen, lá chuối được rồi. Lá này kêu cũng được. Kệ nó kệ. Hẹn các em thành công thực sự thôi chứ còn không phải là cái chuyện anh đâu. Xin chào mọi người anh em. Thôi. Lấn cá mẹ lẩu rồi. Rồi mời các bác nhá. Rượu ngon để gặp anh em bạn thân nó bác tiền thế này. Rượu ngon mà không có bạn tiền thì cứ đi ok. Nói em cô đấy thôi. Chưa? Thấy bên chưa? Vâng. Ok anh. Đây là ông anh sát nhà hàng xóm. Đây mới cả trên một kênh ẩm thực cái bác nào, ẩm thực cái bác này phải nói là nhá, tiếng đây, đây là thực chế, đây các bạn đây, thực tế nhất, các bạn đây, các bạn không ẩm nhá, các bạn đừng phải nha, đánh ra rồi, các bạn nhắm
tan luôn này các bạn ơi. Đấy ra rồi tan luôn các bạn. Mở tiếng quay này, trong màng mà luôn này. Thay thoát nhiều quá nhỉ. Đấy các bạn. Đặt đúng rồi, quay đi. Sai chốt rồi, sao lại lên đồng quá mà sai chốt rồi. Chẳng có chè. Chẳng có chè. Đấy các bạn. Đấy à, mình tin bằng nhớ. Đấy các bạn. Sao bây giờ? Đấy các bạn. Đấy các bạn. Đấy các bạn. Đấy các bạn. Vì ra một ta này. Cái cạnh thì sâu lạc. Nhưng mà không